Ok, cách gửi hàng thì các bạn gửi như thế này nhé. Các bạn vào cái Upmeter đi, các bạn ấy bạn bấm phần trang chủ này, sau đó các bạn bấm vào cái phần này là nó sẽ có cái phần nhiệm vụ các bạn cần phải làm này. Rồi, nhiệm vụ các bạn đây là cái này này, người ta thông báo là đã gửi hàng, người ta đã chuyển hàng, chuyển tiền cho các bạn rồi. Thì bây giờ các bạn cần phải gửi hàng cho người ta. Thì bây giờ các bạn đến đóng một hộp xong là mang đến Comini Fanny mắc tội, thì các bạn vào đây còn bấm vào phần này, các bạn lựa chọn size dự này. Đây này, có những mức này, đây mức này để các bạn lựa chọn. Đây, mức như này 180 đến 200 thì chỉ cái phí là từ 2,1 đến 2,5, dưới 30 cân 30 kg, mức này từ 2 đến 25 kg này, 60 đến 100, size 160 này. Đây, đây có size này này. Và cái size này. Cái này thì 210 yên. Cái này phí là 200 phí này thì 450 yên. Mình lựa chọn cái này. Cái hộp này thì các bạn đây, hộp này các bạn mua riêng 70 yên nhé. Ở Femini Mart người ta bán. Các bạn bấm vào đây. Đấy. Sau đó các bạn bấm vào trên đất cửa stê chữ ghi ấy. Đây, có các bạn lựa chọn nơi nào các bạn muốn gửi đi. Gửi đi ở đâu? Thì sẽ vườn đi lên vườn hay là Family Mart tộ hay là đâu đó. Mình thì lựa chọn là Family Mart tộ. Tiếp theo các bạn bấm vào đây. Trên đất cửa stê can nhiều sư rự. Đây. Tiếp theo là các bạn lựa chọn cái sản phẩm. Bây giờ các bạn đánh vào. Ok. Các bạn đánh tên cái sản phẩm xong thì các bạn bấm vào đây. Để hắc cô cái quy đờ cô độ. Đó, có cái này. Đến cái cây ấy, của Family Mart thì các bạn bấm vào đây này. Nhìn một trụ nó hắc xô này. Bấm vào đây. Hoặc là nhận hàng. Phần này các bạn là nhận hàng, còn phần này là các bạn gửi hàng này, gửi hàng các bạn bấm vào đây. Rồi, tiếp theo các bạn bấm OK. Rồi, các bạn cho đọc cái mã của cái này vào đây. Medicali lúc nãy ra đấy, các bạn bấm vào đây, xác nhận cái nội dung này, các bạn bấm vào đây OK. À, dưới 1 cân nhé. OK, các bạn lựa chọn vào đây. Thế mà muốn lựa chọn có thể lựa chọn được ngày nhận hàng. Đấy. Hoặc là lựa chọn tiếp là giờ nhận hàng đều được. Nhưng mà nếu mà không thì Fibonacci thì bấm vào đây. Sau đó là các bạn bấm OK. Rồi, các bạn xác nhận cái nội dung như này. Xong thì các bạn bấm vào OK. Đó. Đấy, nó sẽ ra một cái bảng đây xích tội này, các bạn cầm cái đây xích tội này đưa cho nhân viên. Vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn xong cách các bạn gửi hàng ở trên Medicali như thế nào sau khi người ta mua hàng rồi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà có điều gì thắc mắc thì hãy comment ở phía dưới, mình sẽ trả lời nhé. Đừng quên bấm một nút like, một đăng ký kênh để ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.